Trang có thể giới thiệu về mình trong vòng khoảng 30 giây ha. Anh tên là Đào Nghĩa, năm nay con 11 tuổi nha. À, rồi tuyệt vời, bạn Thúy An 11 tuổi và hôm nay Thúy An sẽ hướng dẫn các bạn chủ đề nào? Về con người và hành động nha. Hôm nay bạn sẽ hướng dẫn cho các bạn chủ đề con người và hành động. Ok, rất là tốt luôn. Và bạn nào đã sẵn sàng rồi, mình cầm bút lên nha. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Thầy ơi, chị để cái hình này một hình thì để nhìn chị một người ta một hình để chị vẽ mà thấy nhỏ với thầy. Rồi rồi, để thầy sẽ chuyển sang hình quay của rồi, Thức An đẩy cái quyển vở mình lên giữa màn hình ha. Rồi, đẩy. Rồi, ok. Rồi bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vẽ tiêu đề nha các bạn. Đầu tiên mọi người vẽ tiêu đề chữ people bằng kiểu chữ hộp nha. À, cái này là một buổi chia sẻ thôi nha các bạn. À, chứ không phải là cô giáo gì hết. Ở đây này, đây là còn cho em lấy quả đấy. Rồi. Tiêu đề có tên là gì Thúy An? Vẽ cho mình tiêu đề Pupil and Activities. À, Pupil and Activities. Rồi, các bạn đã biết trước cái này rồi. Bây giờ mình sẽ vẽ tiêu đề nha. Pupil and Activities. Rồi, Thúy An có thể cầm bút cao hơn một tí. Thầy ơi, thầy sáng tạo được không thầy? Yes. Rồi, chúng ta có một số bạn mới vào buổi này, nên là bạn nào mới thì cứ thực hành theo chị Thúy An ha. Theo Thúy An, còn nếu mà các bạn có cái sự sáng tạo thì các bạn có thể sáng tạo theo cách của mình. Đây. Thầy ơi, em mới vào cho nên chưa kịp đó thầy. À rồi, hôm nay chúng ta sẽ vẽ về chủ đề Billboard and Activities nha. Ok, tuyệt vời quá. Rồi. Hôm nay chúng ta luyện tập với nhau cực kỳ thoải mái và vui vẻ nha các bạn. À. Rồi, bạn nào mà hay vẽ cái chủ đề này là mình có những cái ý tưởng riêng á. À, lát thôi. Các bạn có thể là mình sẽ vẽ thêm những cái ý tưởng của mình. Rồi. Chị Thúy An đang viết chữ Kali. Calligraphy. Rồi, bạn nào mà biết viết chữ kiểu này thì các bạn viết theo ha. Thầy ơi, em viết màu khác được không? Yes. Đừng. Bạn ơi, chúng ta có một tin vui. Đó là cô Bình đã vào Zoom của chúng ta.
Lát thời chúng ta cùng gặp gỡ cô Bình nha. Ủa gì vậy? Có nghe chưa? Rồi các bạn nào mới vào thì các bạn hãy vẽ cái tiêu đề đó là Bilbo and Activities. Cô chào các bạn nhỏ nha. À, hello cô Bình. Rất cảm ơn thầy Danh hôm nay đã hỗ trợ giúp cô. À, thầy cho cô Bình lên xíu nha. Các bạn vẫy tay còn lại chào cô Bình một cái rồi. Rồi mình vẽ tiếp nha. À, hello cô Bình. Rồi, tuyệt vời quá. Activities. Rồi, Thí An đẩy cái bài sang cái góc còn lại một tí. Yes. Tiếp theo thì mọi người viền tiêu đề giúp mình. Thầy ơi, em chẳng thấy bức tranh gì cả. Các bạn chúng mình cùng vẽ tiêu đề với bạn Thúy An nhá. Bạn nào xong rồi hãy đánh số 1 vào khung chat giúp cô nào. Và các bạn sẽ không tự do phát biểu nha. Còn bạn nào chưa xong không các con? Để chúng mình bắt đầu đi vào bài nhá. Xong rồi cô. Em chưa xong cô ơi. Cô Bình giúp em xong, xong rồi cả bạn đúng cô. Nếu mà xong rồi thì chúng mình, bạn Thúy An sẽ bắt đầu hướng dẫn các con vào bài nhá.
Thì An ơi, con để dịch cái Con chưa xong cô ơi. Cái cuốn vở của con lên một chút. Thế. Học viện tương tư. Cái gì ạ? Trời ơi. Chúng mình cũng bắt đầu nhá. Thúy An ơi, chúng mình bắt đầu được rồi con ạ. Thế còn bạn nào mà chưa kịp vào sau mà chưa kịp vẽ xong cái tiêu đề thì các con có thể bỏ trống ra một đoạn và tí giờ giải lao hoặc là sau kết thúc buổi học các con sẽ có thể hoàn thiện nhé. Để còn kịp theo tiến độ của lớp học. An ơi, mình bắt đầu con nhé. Đầu tiên mình sẽ vẽ hành động nhảy. Bạn phóng to lên nhìn. Các bạn có nhìn rõ không các con? Bây giờ nhìn rõ rồi cô. Khi mà ăn vẽ xong rồi con có thể là quay dịch sang để cho các bạn nhìn thấy nét bút của con không? Vì cái tay của con là đang bị che mất cái nét vẽ. Đó, các bạn nhìn bạn Thúy An đang bắt đầu vẽ khuôn mặt. Rồi đến vẽ, bắt đầu vẽ sang thân nè. Thúy An có thể để dịch cái quyển vở của con sang bên phải ấy để cho các bạn có thể nhìn thấy là con đang vẽ gì ấy. Con vẽ con cũng hướng dẫn cho các bạn để các bạn còn có những bạn mới là các bạn chưa biết vẽ. Gọi cho bà đi. Đố các bạn biết là đây là hình gì đây nhỉ? Bà Thúy Anh có thể hướng dẫn cho các bạn biết không? Gì đó mọi người nha, để ra bị lỗi mic. Mọi người vẽ xong rồi có thể tô màu tùy theo ý thích nha.
Các con có thể tô màu theo ý thích này. Cái phần tóc thì có thể là tóc vàng này, hoặc là tóc đen, tóc đỏ, tùy các bạn thích nhá. Tiếp theo là bạn Thí An đã tô cái phần mặt của bạn nhảy này. An ơi, khi mà con vẽ con có thể hướng dẫn cho các bạn nữa con ạ. Con vừa vẽ vừa hướng dẫn thì các bạn sẽ dễ theo hơn ý. Tiếp theo mình phối quần màu xanh. Và con nói to lên một chút cho các bạn nghe rõ. Con đang bị đau họng cô ơi. À, cô nhìn thấy bài của bạn Minh Ngọc này, bạn Minh Ngọc nhanh quá này. Bạn Minh Ngọc đã vẽ xong rồi. Đã tô xong rồi. Phần chiếc áo này, phần quần này thì các con cũng có thể tô màu theo ý thích nhá. Bạn nào thích màu nào thì mình sẽ tô theo màu đó. Bây giờ cô sẽ xem là đã có bạn nào tô xong chưa nhỉ? Các con thử giơ lên cho cô xem nào. À, có bạn Hana này. Bạn Hana tô màu vào đi con. Con đã vẽ xong rồi chưa kịp tô này. Có bạn Ruby đã xong rồi này. Ruby đã xong rồi này, Minh Ngọc xong rồi này. Bạn Kitty à, bạn Kitty tên đáng yêu quá. San San Mộc Miên này. Bạn Ngọc Anh này, đã có rất nhiều bạn đã xong rồi. Bạn Gia Hân cũng xong rồi này, Phương Linh này. Rất nhiều bạn đã xong rồi, bạn Ngọc Hòa này. Chúng mình có thể đi tiếp được rồi, các con nhỉ? Em chưa xong. Thế thì các bạn sẽ chờ con một lát nữa nhá. Bạn Vani cũng xong rồi. Gia Linh này. Tường Vân này. Các bạn giỏi quá. Muli à, bạn Muli. Bạn nào xong rồi sẽ đánh cho cô vào khung chat là số 2 nhá. Xong rồi ạ. Có rất nhiều bạn xong rồi. Ngọc Hòa, Quốc Bảo đều xong rồi nè. Hoài An nè. Trân Trân nè. Phương Linh. Bạn Liv là bạn nào đây? Trúc Quỳnh, Minh Châu, Vani, Nguyễn Anh Thư, Kitty, Khánh Linh. Các bạn giỏi quá. Emma. Ok.
Bạn Thúy An sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn sang hình thứ hai nhé. Đúng, mọi người biết hình thứ hai là hình gì? Nào, bây giờ các con thử đoán xem là hình thứ hai bạn Thúy An sẽ hướng dẫn mình sẽ là hành động gì nhỉ? Các con thử chat vào khung chat xem nào, xem có bạn nào đoán trúng không? Ồ, chạy này. Hốp là gì đây? Các bạn bảo là chạy này, run này. Run. Gì nữa nhỉ? Run. Con để chạy à cô? Bạn Thúy An có thể bật mí không nào? Run, 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 run. Đúng rồi cô. Run. Thúy An có thể bật mí là Thúy An sẽ hướng dẫn là vẽ hình gì và chúng mình sẽ bắt đầu nhá. Mọi người đoán đúng rồi. Wow, các bạn đã đoán đúng rồi. Tiếp theo là Thúy An sẽ hướng dẫn chúng ta vẽ hình bạn nhỏ đang chạy nhá. Xin mời bạn Thúy An. À, bạn Thúy An có để hình, đúng rồi, con để dịch hình ra một chút. Và con cầm bút cao cao lên nhé. Để các bạn có thể nhìn thấy cái nét vẽ của con. Các bạn vẽ theo. Đó, đầu tiên là sẽ vẽ một cái nửa hình tròn bên dưới này. Xong rồi vẽ phần tóc lên trên này. Rồi chúng ta sẽ vẽ hai bên mắt. Rồi cái miệng xinh. Đúng kia. Cô đang thấy bạn Ngọc Hòa giơ tay. Bạn Ngọc Hòa muốn phát biểu gì đấy con? Cô mời con. À, có bạn nào vẽ kịp không ở con nhỉ? Đó, bạn Thúy An đã vẽ xong hình bạn thứ nhất là bạn mang áo số 1 luôn này. Bạn nào mà đã vẽ kịp được với bạn Thúy An thì chúng mình lại đánh số 3 vào khung chat nhé. Ồ, các bạn rất là nhanh. Rất là tuyệt vời. Rất nhiều bạn này. Ngọc Hòa, Lan Anh, Hoài An, Sapphire này. Kitty, Mộc Miên, Miu. Ồ, rất nhiều bạn. Các con chỉ cần đánh một số 3 thôi nhá. Chứ không đánh nhiều nhá. Ví dụ như bạn Cát Tiên này. Con chỉ cần đánh một lần thôi. Chúng mình sẽ bắt đầu bước vào bước là tô màu nhá. Bạn nào mà vẽ xong rồi thì các con sẽ tô màu. Con xong rồi để tô màu rồi mà cô. Con xong tô màu rồi mà cô.
Nếu mà bạn nào đã tô màu xong thì các con sẽ chờ các bạn vẽ sau một chút nhé. Ok cô, em vẽ nhân vật đó em ơi. Bạn Thế An với bạn bạn mặc áo số 1 này là bạn Thế An đã chọn màu áo đỏ rất là nổi bật. Và bây giờ có bạn nào mà đã tô màu xong rồi này, các bạn thử các bạn hãy giơ lên trước màn hình cho xem nào. Các bạn khác cùng chiêm ngưỡng nào. Bài của bạn Minh Ngọc rất là đáng yêu này, rất là cute nha. 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 Bài của Minh Ngọc này, cái spotlight lên này. Đó, trông rất là hay. Để cô xem có những bạn nào đã xong rồi nào. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 Lưu Gia Linh này. Em mang hai hộp sữa đi mà. Hi, em mang hai hộp. Bạn Hoài An nè, bạn Lan Anh nè. Mickey Chân Chân nè. Ồ, các bạn giỏi quá. Xong hết chưa mọi người? Mộc Miên này. Rất là xuất sắc. Phi Quân tô màu vào đi con. Phương Linh nè. Bạn Minh nè. Ami Tường Vân. Bạn nào cũng giỏi, bạn Ruby nè. Rất là xuất sắc luôn. Trúc Quỳnh nè. Anna, Bunny này. Và bây giờ chúng mình sẽ đi tiếp nha. Các bạn đã sẵn sàng để chuyển sang hình thứ 3 chưa nhỉ? Bạn Thúy An, bây giờ các bạn có thể đoán xem là hình thứ 3 thì bạn Thúy An sẽ hướng dẫn chúng mình vẽ hình gì không nhỉ? Các con thử chat vào khung chat xem nào. Quark! Bạn Minh Ngọc. Quark! Quark là gì nhỉ các con nhỉ? Wow! Đi bộ cô ơi! À, đi bộ à? Bạn Minh Ngọc đi bộ này, Hana đều đi bộ, Nguyễn Anh Thư đi bộ này. Bạn An có thể bật mí xem hình thứ 3 chúng mình sẽ vẽ hình gì không? Hình thứ 3 mình vẽ hình nhảy dây nhé, không phải hình đi bộ nha. Ồ, bạn Minh Ngân bảo là tập luyện và bạn Thúy An đã vừa bật mí là sẽ là hình nhảy dây nhá. Các bạn hãy cùng theo dõi xem là bạn Thúy An vẽ như thế nào để chúng mình cùng học theo nhé. Thúy An, con hãy vừa cầm cái bút của con cao cao lên để các bạn có thể nhìn thấy cái nét vẽ của con. Mình cùng vẽ nha các bạn nha.
Bạn An làm nào mà chỉnh được cái bút mà con cầm cao bút lên để các bạn còn có thể nhìn thấy con vẽ nhỉ? Không, con chỉ nhìn thấy tay thôi. Ồ, bạn Galaxy S7 à? Ừ, con cứ uống nước đi. Con chưa thấy được. Em xong cả cô mà lên lấy một cô. Ờ, bạn nào vừa hỏi gì ấy con nhỉ? Các con muốn hỏi gì các con có thể chat và không chat. Em không biết chat cô. Ừ, thế con muốn hỏi gì nào? Em có thể đôn nốt cái cô Elasticity xong lúc các bạn đâu biết không cô? Cô nghe không có ra con nói gì luôn à? Chưa nghe rõ. Bạn nào mà đã vẽ xong hình rồi thì chúng mình cùng tô màu nhé các con nhé. Ồ, hình bạn gái mà đang nhảy dây này, bạn... Cô hôm nay sẽ vẽ bao nhiêu hình cô? Chúng mình sẽ cùng học để xem là đến cuối giờ thì bạn Thúy Anh có thể hướng dẫn chúng mình bao nhiêu hình nhá. Bây giờ sẽ vẫn là một bí mật. Chiếc váy tím rất là xinh. Có bạn nào hôm nay cũng chọn màu tím thì tô cho tiếp chiếc váy này không nhỉ? Không ạ. Con không có màu tím. Không có màu tím à? Con vẽ cái này vẽ màu tím rồi cô ơi. Các con có thể tô theo màu mình thích nhá. Các bạn nào đã hoàn thành chưa nhỉ? Ủa, bạn phải đẹp thế này. Cô thấy bạn Gia Hân đã xong rồi này. Bạn Kitty cũng xong rồi này. Ủa, các bạn giỏi quá. Bạn Hana này, Trúc Quỳnh này, Lisa Linh, Mickey, Minh Ngọc này.
Hoàng Quân này, Hoàng Quân rất là vẽ rất là đẹp. Minh Anh, Tường Vân này, Mộc Miên này, Bảo Nhi này. Các bạn giỏi quá. Và tiếp theo chúng mình sẽ vẽ hình thứ tư nhá. Vẽ xong hết rồi đúng không? Vẽ xong hết chưa mọi người? Các con đã sẵn sàng để bạn Thúy An có thể hướng dẫn mình sang hình thứ tư chưa nhỉ? Rồi ạ. Ok, bạn nào đã sẵn sàng rồi? Rồi ạ. Xin mời bạn Thúy An. Hình thứ tư bạn Thúy An sẽ hướng dẫn các bạn vẽ về hoạt động gì nhỉ? Hình thứ tư mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ về hoạt động nhảy nha. À, bây giờ là nhảy. Sẽ là một động tác nhảy nữa nha. Cô đang thấy màn hình của Thúy An có vẻ hơi rung nhỉ? Con để cố định lại để cho các bạn dễ nhìn nhé. Ồ, xinh quá. Bạn Thúy An có thể tiết lộ bạn nhỏ này đang nhảy và nhảy điệu gì không nhỉ? Ba lê hay là khiêu vũ hay là gì nhỉ? Bạn nhỏ này đang nhảy ba lê ạ. Đang nhảy ba lê nha các bạn nhỏ nha. Rất là xinh. Cô ơi. Ơi, sao thế con? Em vẽ hình khác được không cô? Vẽ hình khác à? Vâng. Cũng được, nhưng mà là con hãy đúng theo chủ đề bạn đang hướng dẫn là đan nhá. Vâng. Dance mà cô.
Bây giờ là vào bước tô màu. Các con hãy tô màu theo ý thích của mình nhá. Hoặc có thể là tô theo màu giống như của bạn Thúy An cũng được. Màu hồng rất là xinh. Em xong rồi cô ơi. Wow, bạn Minh Ngọc mình cũng xinh quá. Minh Ngọc ơi, đấy là con vẽ hình gấu à? Chứ nếu mà hình người thì lại cũng không đúng, đúng không? Mà hôm nay chúng mình chủ đề của chúng mình là pupil and activity, đúng không? Thì động vật cũng là người mà con. Con vẽ xong rồi ạ. Oh, bạn nào đã vẽ xong rồi thì các con sẽ chờ một lát nhé, để còn mình cũng chờ những bạn mà vẽ chậm hơn, các bạn còn đuổi kịp nhé. Cô có xong rồi cô. Cô vẽ xong rồi ạ. À, các bạn vẽ rất là giỏi, rất là nhanh. Đã có rất nhiều bạn đã vẽ xong rồi. Chúng mình sẽ chờ thêm một lát nữa để cho các bạn mà vẽ chậm hơn, các bạn có thể theo kịp, xong rồi sẽ sang hình tiếp theo nha. Bạn Ruby có hình vẽ đẹp quá này. Bạn Mộc Miên này. Bạn Hoàng Quân, Minh Anh. Các bạn vẽ rất là giỏi. Bạn Ngu Ly này. Lưu Gia Linh cũng này. Mickey Hoài An này. Anna này. Các bạn giỏi quá. Và bây giờ hình tiếp theo bạn Thúy An sẽ hướng dẫn các bạn là gì nhỉ? Xin mời bạn Thúy An. Có bạn nào đoán được không? Có bạn nào đoán được hình tiếp theo mình sẽ vẽ là gì không nhỉ? Các con thử chat vào khung chat nào. Có bạn nào đoán được không nhỉ? Các con ơi, các con hãy trả lời đúng nhá, chứ không đánh những cái chữ gì linh tinh vào đây nhá. Có bạn đoán là fly này, có bạn đoán là walk này. Gì nữa nhỉ? Bạn Thúy An có thể bật mí xem làm hình thứ năm chúng mình sẽ vẽ là hình gì không? Chúc mừng tất cả mọi người vì tất cả mọi người đã sai. Hình tiếp theo là playing volleyball nha. Em gần đúng mà cô. Bạn An là vừa tiết lộ là hình tiếp theo của chúng mình sẽ là gì nhờ? Bạn có thể nói lại một lần nữa thế nào? Và nói từ từ thôi để cho các bạn kịp nghe nhá. Hình tiếp theo là playing volleyball. Playing volleyball. Playing volleyball.
An đưa cao cái tay bút của con lên và cả quyển vở nữa để cho các bạn có thể nhìn thấy. Cô khi nào để la cô? Con ơi, chờ một lát nữa con nhá. Bạn San San ơi, cô đề nghị là bạn San San không nói như vậy nha. Bạn Galaxy Tab 7 nữa này. Các con tập trung vào để học vẽ nha. Cô nhắc nhỏ nếu như mà các bạn trong lớp mà còn có những cái cách nói mà nó không hay như thế này là cô sẽ cho ra khỏi lớp nhé. Cô có bạn nào muốn hỏi gì à? Em nhớ rồi nhưng mà em không còn nhớ được cô. Sao không? Em cứ nhớ lần nhưng mà em không còn giấy được cô. Em hết tờ giấy đó thì em có thể sang một tờ giấy mới. Nhưng mà em không còn giấy nào nữa. Con sẽ lật mặt lên con. Một tờ giấy có hai mặt mà. Dạ. Yeah. Bạn Thúy An, con cho cao cái vở của con lên để cho các bạn nhìn được con nhé. Vì cái này hình của con đang hơi bị thấp quá. Có bạn nào đã vẽ kịp hình playing volleyball của bạn chưa nhỉ? Nếu mà bạn nào mà đã vẽ kịp rồi thì các con sẽ đánh vào khung chat số 5 giúp cô nào. Xem là các bạn đã vẽ kịp hết chưa? Wow, bạn Minh Châu này, Ami này, rất là nhanh, Mộc Miên, Gia Hân. Các bạn giỏi quá. Miu này, Trúc Quỳnh, Mạnh Dũng này. Trần Minh Đức, Lưu Gia Linh. Các bạn thật là giỏi. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng tô màu nha các con nhé. Bạn Phi Quân có hỏi là vẽ khác được không? Con có thể vẽ, ví dụ như là bạn An vẽ bạn gái, nhưng con có thể vẽ bạn trai tùy theo ý thích của con. Nhưng là cũng không nên là vẽ lạc đề so với bạn đang hướng dẫn ở lớp con nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ôi, cô xong rồi. Ồ, con giỏi quá. Con chờ một lát để cho các bạn vẽ chậm hơn thì các bạn còn vẽ kịp con nhá. Các bạn đã tô màu xong chưa nhỉ? Bạn Thúy An đã tô màu xong rồi này. Bây giờ cô sẽ xem là có bạn nào đã là vẽ xong rồi, tô xong rồi, các con có thể là đưa bài lên màn hình cô xem nhá. Bạn Ngọc Hòa này, có bạn Ngọc Hòa giỏi quá. Bạn Hana này. Còn bạn nào nữa đây? Bạn La Linh này, bạn Mickey này. Bạn Bảo Nhi này, Mộc Miên, Tường Vân, Trần Minh Đức, xuất sắc quá, Minh Anh này. Sophia, con tô màu đi con. Các bạn thật là giỏi. Bạn nào cũng vẽ rất là khéo, rất là đẹp. Cô em xong rồi. Ok. Chúng mình sẽ chúng mình còn 6 phút nữa. 6 phút nữa thì sẽ giải lao và bây giờ chúng mình sẽ học vẽ thêm một hình nữa nhá. Bạn Thúy An sẽ hướng dẫn cho các bạn hình tiếp theo sẽ là hình gì nhỉ? Cô Bình cho con xin phép chuyển giấy ạ. Bạn Thùy An sẽ chuyển giấy vẽ. Vậy có bạn nào mà muốn xem lại các hình trước bây giờ không? Con ạ. Vậy thì như thế này, bây giờ bạn Thùy An là bắt đầu chuyển giấy thì để cho các bạn mà đã vẽ chậm hơn để vẽ kịp ấy, thì chúng mình sẽ nghỉ giải lao 5 phút nhé. Thì bây giờ là 20 giờ 25 thì đúng 20 giờ 30 chúng mình sẽ vào lại lớp nhé. Thì trong thời gian nghỉ giải lao thì các con có thể là bạn Phi Quân, nếu mà bạn thì con có thể nghỉ và sau đó sau buổi ngày hôm nay thì con có thể là xem lại video của buổi học hôm nay con vẽ sau nhé. Nào, hình tiếp theo của bạn Thúy An sẽ hướng dẫn chúng ta đó là work. Các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng giấy bút để cùng học tiếp nhé. Con cầm cao bút lên một chút con ạ, để các bạn có thể nhìn thấy mình vẽ.
Em xong rồi cô ơi. Bạn giỏi quá, con xong rồi, con chờ các bạn vẽ sau một chút con nhé. Con xong rồi cô ơi. Ồ, bạn Thúy An đã tô xong rồi này. Có bạn nào mà vẽ xong thì các con hãy tô màu nhé. Cô em xong rồi. Ừ, bạn nào mà xong rồi, cả tô bài xong rồi thì các con chờ một lát để đợi các bạn vẽ sau nhé. Con chờ một lát. Cô ơi, em xong rồi. Cô ơi, cô xong rồi. And finish. Bạn nào xong rồi có thể là giơ bài lên cho cô xem nào. Wow, bạn Tường Vân này, bạn Kitty này, Mickey này, Thu Thảo này, Trúc Quỳnh này. Các bạn rất là giỏi, rất là xuất sắc. Minh Anh này, rồi là bạn Polly này, Bảo Nhi này, Mộc Miên này. Các bạn giỏi quá, bạn Trần Minh Đức này. Ồ. Các bạn vẽ rất là nhanh. Rất là giỏi. Bạn Thị An có vẻ hướng dẫn vẽ hình tiếp theo không nhỉ? Các bạn đã xong hết rồi. Xin mời Thúy An. Hình tiếp theo là hình nấu ăn nha. Như kiểu đầu bếp ấy. Hình tiếp theo sẽ là một chú đầu bếp. Các bạn hãy tập trung và là nấu ăn xem cô. Bạn Thúy An hướng dẫn nhé.
Bạn An đã vẽ xong hình của một cô nấu ăn. Có bạn nào vẽ kịp không nhỉ? Các con có vẽ kịp không? Bạn nào mà không vẽ kịp mà chưa rõ thì có thể là phát biểu để bạn Thúy An có thể hướng dẫn nhé. Con chào cô. Rồi, con xong rồi. Giỏi quá, con chờ một lát nhé. Chờ các bạn vẽ xong nữa. Ôi, con xong rồi. Cô đầu bếp có một chiếc áo màu hồng rất xinh. Cô ơi, con xong rồi. Ừ, bạn nào xong rồi con hãy đợi các bạn con sau một chút nhé. Bạn Lan Anh đang hỏi là hôm nay vẽ bao nhiêu hình? Bạn Thúy An có thể trả lời bạn Lan Anh câu hỏi này được không? Hiện tại thì con vẫn chưa rõ bao nhiêu hình, nhưng khi hết giờ mình vẽ được bao nhiêu hình thì mình tính là bấy nhiêu hình nhé. Bạn Polly có thể nghỉ sớm con nhé. Và con sẽ theo dõi lại video để vẽ nốt các hình còn lại nhé. Có bạn nào mà vẽ xong rồi và tô bài xong rồi thì các con lại giơ lên cô xem nào. Wow, bạn Minh Anh rất là xuất sắc. Bạn Trúc Quỳnh rất là hay, rất là đẹp. Bạn Ngọc Hòa này. Ồ, cô đầu bếp đáng yêu quá bạn Ngọc Hòa. Bạn Gia Linh này. Kitty này. Bạn Minh Châu này, bạn Minh Châu xinh quá. Bảo Nhi, Phương Linh. Phương Linh rất là trông rất là đáng yêu. Trần Minh Đức đẹp quá. Còn bạn nào nữa không? Bạn Trần Minh Đức rồi này. Con nhà cô Mickey. Nikki. Các bạn thật là xuất sắc. Hôm nay cô rất là ngạc nhiên vì lâu lâu rồi cô mới nhờ cùng đồng hành với các bạn đu được kit. Thế mà hôm nay cô thấy các bạn rất là giỏi lên rất là nhiều. Vẽ rất là nhanh.
Mình sẽ cùng học bài hình tiếp theo các con nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Nào, bạn Thí An có thể tiết lộ xem là hình số 8 bạn Thí An sẽ hướng dẫn cho các bạn đã vẽ hình gì không? Hình số 8 tiếp theo thì mình sẽ cùng vẽ những người cổ vũ. Cô cho em đi vệ sinh nha cô. Ừ, con đi đi. Cô còn thấy, còn chưa thấy được cái chữ cô nó nhỏ cô. Con chờ lát thì bạn chỉnh, bạn ăn nhớ là cầm cao bút một chút để cho các bạn có thể nhìn thấy con vẽ. Cô cho con đi vệ sinh ạ. Ồ, các con đi, các con cứ tự giác đi được con ạ, không cần phải xin phép đâu. Bạn Thúy An ơi, có bạn Minh Ngọc đang hỏi là đang vẽ gì đấy? Bạn Thúy An có thể trả lời bạn Minh Ngọc không? Thúy An trả lời bạn nào con? Bạn Nami hỏi cô là cô ơi con vẽ số khác được không? Được con thích số nào con có thể vẽ số đó được con ạ. Ồ, hình số 8 này là bạn Thúy An đang hướng dẫn chúng mình vẽ một bạn gái đang đứng ở trong vai cổ vũ. Cổ vũ các trận đấu à. Hoặc là cổ vũ các trò chơi đúng không các con? Các cuộc thi. Người cổ vũ.
cô có xong rồi cô. Cô ơi, cô trông rồi. Con chờ một lát để cho các bạn khác cùng Hồng Thiện nhá. Cô trông xong rồi. Ồ, các bạn giỏi thật đấy. Cô ơi, con xong rồi. Bạn là xong rồi, các con hãy giơ lên trước màn hình cô thêm nào. Ồ, rất là nhiều bạn đã hoàn thành bài. Bạn Dương, Bá Dương này, Minh Ngọc này, Minh Ngọc có chưa? Kitty này. Gia Linh này. Bạn nào nữa nhờ? Bạn Minh Châu, Bảo Nhi, Phương Linh. Galaxy S7. Bạn Galaxy S7 con tô màu vào con nhé. Minh Châu rồi, Minh Châu vẽ đẹp quá. Hana này. Các bạn rất là giỏi. Bạn Tường Vân cũng xong rồi này. Bạn Mickey này. Còn bạn nào nữa không? Trúc Quỳnh này. Thúy An ơi, sau khi các bạn hình con hướng dẫn các bạn vẽ hình xong thì con sẽ có cái lời nhắn nhủ gì tới các bạn nhỏ và bài tập về nhà con sẽ gửi tới các bạn là như thế nào? Cô đợi con một xíu đã. Sau buổi học ngày hôm nay thì em thấy các bạn đã rất là cố gắng để vẽ rồi. Và bài tập về nhà của buổi ngày hôm nay là nếu như có bạn nào chưa tô màu xong thì về nhà tô màu nốt thôi ạ. Chỉ vậy thôi à? Vậy thôi ạ. Lớp chúng mình còn nhiều bài, có còn nhiều bạn chưa vẽ kịp bạn bài của bạn Thúy An không? Bạn nào chưa vẽ kịp là các con lên tiếng thế nào? Nên cô xem có còn nhiều bạn không? Bạn Hana vẽ xinh quá. Không có mái bối con. Không có gì thôi. Thì cứ cả đấy. Đi tiểu. Đi tiểu. Đi tiểu. Con mới ra cùng.
Vậy thì các con nhớ nhá, bạn nào mà hôm nay mà chưa vẽ kịp này thì là mình sẽ xem lại video và mình hoàn thiện nốt bài của mình. Bạn nào chưa kịp tô màu thì chúng ta sẽ tô lại đầy đủ màu và bài nhé. Và khi và các con sẽ up bài của mình, nhờ bố mẹ đưa bài của mình lên trang Facebook với hashtag của tiêu đề ngày hôm nay là pupil các con nhé. Đố làm gì đây? Hôm nay bạn Minh Anh sẽ và cô Bình rất là cảm ơn các bạn nhỏ hôm nay đã rất là chăm chỉ miệt mài cùng ngồi học bài của chủ đề pupil ngày hôm nay. Và cô chúc cho các bạn một ngày cuối tuần thật vui vẻ và tràn đầy sức khỏe nha. Học tập tốt nha các con. Lớp mình hôm nay đến đây sẽ là kết thúc. Cô chào các con nha. Chào tạm biệt các bạn nhỏ. Cô chào các con. Mm-hmm.